chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ lịch visa cũng như lịch mở hồ sơ tháng 7 năm 2022. Hôm nay là chiều ngày thứ 6, hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều ở thành phố San Francisco, bang California của Mỹ. Hôm nay thời tiết rất là nắng nóng và rất là đẹp. Mình đang ở cái chỗ này là gần cái trung tâm thương mại, là mình có công việc để phải đi ngang qua đây. Thì để không làm mất thời gian của cô chú, anh chị và các bạn, mình xin đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Và một lần nữa mình xin các cô chú, anh chị và các bạn ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh, và cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ những video của mình. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Các diện hồ sơ: diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã có gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Công dân Mỹ là những người đã có quốc tịch Mỹ. Thường trú nhân là những người đã có thẻ xanh, bao gồm thẻ xanh 2 năm hoặc thẻ xanh 10 năm. Thời gian chờ phỏng vấn hiện nay đối với diện F1, 7 năm 6 tháng. Diện F2A ở thời điểm hiện tại. Diện F2B, 6 năm 9 tháng. Diện F3, 13 năm 7 tháng. Và cuối cùng diện F4, 15 năm 3 tháng. Sau đây lịch visa tháng 7 năm 2022, hay còn gọi là lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Việt Nam. Đối với diện F1, tính đến tháng 7 năm 2022 đã phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 1 tháng 12 năm 2014, đứng yên so với tháng 6. Diện F2A vẫn là chữ C, tức ở thời điểm hiện tại. Diện F2B đã phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2015, đứng yên so với tháng 6. Diện F3 đã phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2008, đứng yên so với tháng 6. Và cuối cùng diện F4 đã phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2007, đứng yên so với tháng 6. Như vậy, nhìn chung lịch visa vào tháng 7 năm 2022 vẫn đứng yên, chưa có gì tiến triển. Và tiếp theo mình xin lưu ý một điều, đó là thư phỏng vấn sẽ được phát nếu đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, đó là lịch phỏng vấn vượt quá ngày ưu tiên. Và thứ hai là hoàn thành hồ sơ sớm nhất. Và sau đây mình xin lưu ý thêm, với những hồ sơ lịch phỏng vấn đã vượt qua ngày ưu tiên cần chuẩn bị như sau. Thứ nhất, đó là lý lịch tư pháp số 2 nếu hết hạn hoặc gần hết hạn. Thứ hai là chụp hình 5x5 mới nền trắng không đeo kiếng. Thứ ba, làm lại hộ chiếu nếu hộ chiếu còn 6 tháng đến 1 năm. Và cuối cùng là phải chuẩn bị bộ thuế mới năm 2020 và 2021 nếu phỏng vấn sau ngày 18 tháng 4 năm 2022 để bổ sung ngay sau khi nhận thư phỏng vấn. Và một bước cần phải lưu ý, đó là với những hồ sơ lịch mở đã vượt qua ngày ưu tiên được mở làm 6 bước, thì chúng ta cần phải liên hệ với NVC để xin case number và invoice ID number. Phải chủ động hỏi thăm hồ sơ, chủ động kiểm tra hồ sơ để biết hồ sơ của mình hiện tại đến đâu để mà tìm cách xử lý. Sau đây lịch mở hồ sơ tháng 7 năm 2022, hay còn gọi là lịch làm theo 6 bước của NVC.
đối với diện hồ sơ thứ nhất đó là diện F1, thì đến tháng 7 năm 2022, NVC đã mở được những hồ sơ đến ngày 1 tháng 7 năm 2016, tăng được 6 tuần so với tháng 6. Đối với diện F2A, vẫn là chữ C, tức là ở thời điểm hiện tại, diện F2B đã mở hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2016, tăng được 1 tuần so với tháng 6. Và tiếp theo, diện F3 đã mở hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2009, tăng được 5 tuần so với tháng 6. Và cuối cùng, đối với diện F4, thì NVC đã mở hồ sơ đến ngày 8 tháng 11 năm 2007. Như vậy là tăng được 5 tuần so với tháng 6.